Tám già thầy già sát hồ lùng liệt, 27 năm lịch thể dữ, còn mấy ngày nữa là ăn Tết mình rồi. To khi giặt thím cho hãy tu mà thì sanh niệm, niệm cho giặt, cho hãy đi có sinh khi giặt, giặt ý. 22 hồ, 2023, niệm. Chủ nhật này thêm mấy ngày nữa, chủ nhật này ăn Tết mình rồi. It's been raining the last 2 weeks, so I picked them the other day, few days ago, when it was just stop raining for just for at that moment. So I ran out, I cut it, and it's so wet that I did not get a chance to video when I cutting from the tree, because it was raining the last 2 weeks non-stop every day throughout the day. So at that moment it was just stopped raining for a moment, so I just ran out and chopped and cut it right away. And that hi everyone, this is another month, the year 2023. Lunar year is around the corner, and this is my video in January 2023 that I say that this next video here, which is today, is this is Lisa Antimoya. That's the purple colorish, purple, màu tím. Mãn cầu Lisa. This is AP2 and this is AP1 Antimoya. Mãn cầu. This is Cherry Moya. Cái này Cherry Moya. Cái này là 1, 2, 3, 4. Cái này 4 loại lận. There are 4 types of Antimoyas here. This is the Cherry Moya, the round one. Cherry Moya, mãn cầu mễ gì đó, Mexican Cherry Moya. It's the cheapest one. Cái này mãn cầu mễ là rẻ tiền nhất. Mexican Cherry Moya, the cheapest one. These are AP1, and these here that has the really nice life flowery shape is AP2 Antimoya. That's the one, and this is AP2, AP1, AP2, AP2, AP1, and this is the Lisa, which is the purplish color. Cái này là Lisa Antimoya màu tím. Quay ra cái hình không thấy, không có thấy tím gì mấy, mà ở ngoài nó tím lắm. Cái này là mãn cầu mễ, là rẻ tiền nhất, kêu bằng Cherry Moya. Ba thứ này á, là kêu bằng Antimoya, mắc tiền nhất. These are the most expensive Antimoya. Lisa Antimoya, AP1 and AP2. AP2, AP1, and this is just picked from my fruit tree in the backyard. This is 1 month later, which is my last video. Say I'll see you guys in this video. So here's a month come, the beginning of the year, and Lunar New Year is just 2 weeks away. The year of the bunny. 2023 year. Năm mới đã gần đến rồi. Mình tháng rồi mình nói mình hẹn lại cái video này là một tháng sau rồi quý vị. Cái này là tháng 1 năm 2023. Năm con thỏ. Người Hoa thì kêu năm bunny, người Hoa thì kêu năm con thỏ. Người Việt mình thì kêu năm con mèo.
大家好，依家系多一个月后啦。上一个 video 我就同大家讲话下个月会再见面，就系依家系一月，仲多两个星期就系到我哋新年啦。依家系今日啱着落嚟。就是这个这种就是墨西哥那些种是叫做 Cherry Moy 就最便宜了，这种是我这种是最便宜，这三种叫做 Lisa， 这三种是叫做 Anti Moy 是 有几多种的，这个就是紫色的叫做 Lisa Anti Moy， 是个 video 不是几见到紫色的，不過出面是很紫色的，這個就是 Anti Moy， 是 AP2， 這個 AP1 AP2 在這裡 AP2， 它有花這樣就是 AP2 AP2， 這個是 AP1 在這裡 AP1 Anti Moy 在這裡 AP2 AP2 AP1 和 AP2，这个是 Lisa Anti Moy， 这三种就是叫做 Anti Moy， 这个是墨西哥的叫做 Cherry Moy， 最便宜，这些是最贵 Number One 的，就是最贵是这个紫色的，好鬼死甜啊，甜到阿妈都认不到啊，新年又到，就来到了，我哋农历的就是兔年2023，多两个星期添。上个月嗰个 video 就是我话下个月再录嗰啲 video， 就是着落嚟，就是今日啱着落嚟啊。着呢啲喺后边喺我哋个树嗰度，多两个星期添，就是到我哋过年啦，几靓！哇！Last month, December, I did say that we will see in this next month video, which is this month, January, the year 2023, Year of the Bunny. So this is the video that I am recording to say that I would pick from my tree for everyone to check out how big this is. This Anti Moy and Cherry Moy is really good fruit for Lunar New Year. It means if you have this, that means that whatever you wish for, that you would get it. Good fortune. Mong cầu này là cần nhất là về mình ăn Tết đó, tại vì cầu cái gì cũng được.Thì mẫn cầu thì cho dân Á Châu thì quan trọng là cần nhất về ăn Tết của mình. Năm con thỏ. Tháng rồi, cái video tháng rồi mình có nói là tháng sau mình hẹn gặp lại là cái video bữa nay là mình bẻ xuống trong cây giường của mình á.Cây giường của mình về hồi tháng rồi, thấy nó còn chưa bự mà một tháng sau là nó bự quá khổng lồ. Mà mình còn 2 tuần lễ nữa mới ăn Tết mình nha. Ăn Tết mình là năm nay là năm, tháng này là tháng 1, 2023. Năm con thỏ. Mình còn 2 tuần nữa mới Tết nha.Mà bây giờ mình bẻ xuống, tại vì mấy trái cây mình phải bẻ xuống trước tầng 2 tầng á,
nó mới ngọt hơn cái ly xà này nè. Ly xà này nó ngọt lắm nè. Ly xà này cái chính giữa đó, cái màu tím á, ngoài da không sao, không có thấy tím gì mấy mà ở ngoài tím lắm. Cái ly xà Antimoya, cái này là mãng cầu, như mãng cầu do thái AP2 gì đó. Có cái này AP1, AP2, và có một cái là mãng cầu do thái King gì đó. Mình trồng nhiều loại lắm mà mình tứ lùng tung rồi. Mình trồng các loại lắm, nhiều loại lắm. Qua niên con ở tì truy trùng dư hay suy dư lý lý co cỏ co cho hay hi mà mắt dạ cầu mấy dạ tới hỏi gì tắt tủ mảng cầu, mảng cầu gì mảnh hay mảng cầu hay đi cầu mấy dạ tới hỏi gì hỏi gì tắt tủ hi mòn tắt tủ. Ok. Chào lý cơ chạc lọc lý xin cảm qua niên chào nhiều bãi bãi sẵn. Cái này mình cắt xuống rồi mình ăn Tết đồ 30 mùng 1 mùng 2 mùng 3 đồ á, mình còn cắt thêm nữa để cúng cúng Tết. Tại cá hổ ngõ hai hoàng phi USA cấm nhập hài gì sập chát hồ chầu lầy qua niên thu niên đi có xin kỳ dập chầu hài niên cho giấc dì linh dì xám đi có hài bao nhiêu. Hi everyone, this is Abalone. Today is January 18, 2023. This weekend, this Sunday would be Year of the Bunny. And this is Abalone. This is what we do for celebration of Lunar New Year, Chinese New Year, Abalone. Xin chào quý vị. Mình là Hoàng Phi USA. Bữa nay là 27 ở dưới ngâm lịch 27 ngâm lịch là gần Tết rồi. Chủ nhật này là Tết nha, Tết 20-23. Chủ nhật này là Tết năm con thỏ, người Việt là kêu bằng tuổi năm tuổi mèo. Mình người Hoa thì mình hởm dài mình nói là năm con thỏ. Cái này là bầu ngư nha, bầu ngư tươi mà nó đông lạnh này đó. Cái này cũng bầu ngư nữa. This is another abalone but it's the smaller one. Look at the price there. This is the big abalone. This is what that this is what we cook celebrate for Lunar New Year, Chinese New Year, along with tangerine, big tangerine, small tangerine, quýt nhỏ, xay cắt, lý co hay tài cắt, hay tài cắt tà lì, lý co hay lúc dẫu. Lốc dẫu, pomelo, trái bưởi, bầu ngư nhỏ, bầu ngư bự, bầu ngư này là cần nhất là ăn Tết, người Hoa cần nhất, bầu ngư bự này nè, đó, gọi gần cho quý vị coi. Cái này chưa tới
một ký lô, nửa ký lô mấy hả? Mà ở đây bán 31 đồng 99 sen là kể 32 đồng đi đã có nửa ký hả? Mà cái dĩa này đó là 50 đồng 38 xu. Là bầu ngư bự nha, là người Hoa ăn Tết phải cần. Món ăn mùng 1. Bầu ngư nhỏ thì cái này 23 đồng nửa ký. Bầu ngư nhỏ cái dĩ này có 17 đồng 47 xu. Thăng long dragon fruit phó lùng quả đi có bao nhiêu tại bao nhiêu có thầu sam sập gì mà nhắc bòn đi có bòn kỹ chào đi tiệp hay sập man sam hồ phụ đi có hay sập man sam hồ bạc sam sập gì man nhắc bòn đi có hay say bao nhiêu có cho hay già sam man nhắc bòn cho hay lít có tiệp có cho hay sập chát man si hồ chát. Tiếp theo là bánh té. Tức có hay chuẩn lại cơ. And here come the red envelope. Guess what inside of this red envelope is cash. This is a sticky rice. Inside it has the solid eggs and pork along with mung beans. Đi coi hay chuẩn, lưỡi pin hay dậu dột, chí dột thùng hàm tản. Bánh té ở trong có thịt với lại trứng muối. Dầu dậu hùng bao lại xì phong có lì xì ở trong premium soft shell crabs. This is good for deep fry, better deep fry like tempura soft crab. Tempura soft shell crab is the best. Deep fry better soft shell crabs. Tempura soft shell crab is the best. Followed by this called Nam Jewel is the Vietnamese called Nam Jewel and it has garlic and chili pepper. That's raw. Raw pork. Lý co hay sang dục lệ co xịt thầm hay xuyên thầu thông hay lạc chiếu hay Việt Nam có tí kêu chỗ nem chua. And this is the sea cucumber. Is also frozen sea cucumber hay hỏi xăm đi coi hay trùng yêu coi thằng nhận coi yêu sẽ đi coi con nên hay hỏi xăm con hải xăm này đó là ăn Tết người Hoa phải cần ăn nè hỏi hải xăm với lại người Việt nhầm khi kêu bằng con đĩa sea cucumber is very important as well for Chinese New Year cooking for dinner to have as a main dish along with this one here the jumbo
Locus abalone from Chile. This plate here is, that's the price, $50.38. There is $31.99 per pound. Hải yục, soft shell hải yục. Cái này là cua lộp quá quý vị. Cái này là lanh bột là hết sảy. Lăn bột chiên, cua lộp, lăn bột chiên là number one. Viết có hay nằm có hải dục, xin cha hải có hải dục. Khi hay chui hủ có chào hay lõ lì. Chiên, chào chui hủ xịt. Đi có hỏi xăm, đi có hỏi xăm hay chảo thùng tung cua. Cái hải sâm này xào với nấm Nhật Bổn á, shiitake á, là ngon nhất. This sea cucumber is a good main dish. Chinese main dish is to cook with Japanese shiitake mushroom. That's what we're gonna do on New Year's Day, which is this Sunday. So just continue my video. Next time, just follow me at Wong Fee USA. So all these dishes we're gonna be cooking on New Year's Day. Quay ở trên, quay xuống nè. Trên, quay xuống đẹp ha. Quá chừng đẹp.